là tinh hoa ngàn năm của gốm Bát Tràng, là những sản phẩm ngụ dụng được lưu truyền vang danh từ cung vua phủ chúa, sản phẩm kết tinh của lịch sử, tinh hoa và hơi thở thời đại. Đỉnh cao của nghệ thuật làm gốm Bát Tràng, men dạn là dòng men cổ, quý, hiếm, được nung ở nhiệt độ là 1260 độ C, sau đó để nguội trong 12 tiếng cho lớp men tự dạn. Vì thế, nét dạn được sinh ra tự nhiên nhất và khả năng trùng lặp là không thể xảy ra khi quan sát kỹ. Làng dòng gốm cổ vừa được hồi sinh tại làng nghề, men dạn chỉ có tại lò gốm của Bát Tràng từ thế kỷ thứ 16, chứ không hề xuất hiện ở bất kỳ làng nghề làm gốm nào khác. Từng họa tiết trên sản phẩm men dạn hội tụ tất cả các nghệ thuật tạo hình hoa văn trên gốm, vuốt, tiện, vẽ, đắp nổi và khắc chìm, phủ men. Từng công đoạn đến chi tiết nhỏ nhất đều được làm thủ công, nên tính độc bản của sản phẩm cực cao. Bề mặt men dạn có các đường vân dạn chằng chịt, hoa văn đắp nổi, tông màu trầm, cực kỳ thích hợp với phong cách bề thế uy nghi của Từ Đường hay các không gian cổ điển, tân cổ điển. Điều này khiến men dạn được đánh giá là mặt hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp, là sản phẩm không thể thiếu trong những không gian sang trọng, đẳng cấp. Men dạn là dòng men được xưởng gốm Bát Tràng khôi phục và để lưu truyền những nét bản sắc văn hóa của gốm Bát Tràng. Đây là sản phẩm phục vụ thờ cúng cho Từ Đường, nhà thờ dòng họ, biệt thự, biệt phủ và đặc biệt là các khu chung cư cao cấp với mong muốn phòng thờ ấm cúng, hoài cổ. Xưởng gốm Bát Tràng có khu trưng bày phòng thờ cho từng gia đình, tái hiện lại không gian thờ cổ sang để mang đến trải nghiệm chân thực nhất. Đặc biệt, xưởng gốm Bát Tràng đảm bảo và nghiên cứu sản xuất đồ thờ chuẩn phong thủy từ các chuyên gia phong thủy và thờ cúng hàng đầu Việt Nam. Và nếu bạn vẫn đang tìm kiếm cho mình một sản phẩm độc đáo mang hơi thở của lịch sử thời đại, thì hãy đến ngay xưởng gốm Bát Tràng để chiêm ngưỡng và sở hữu những kiệt tác men dạn được chế tác và chọn lọc rất công phu. Những sản phẩm này không chỉ giúp gia chủ thể hiện cá tính của mình, mà đó còn là món quà lưu truyền đến hậu thế, giúp giữ gìn một bảo vật vô giá của đất Thăng Long.